BMW đã trang bị cho chiếc xe này tắt máy, khởi động xe tự động. Thì nó như thế này, chiếc xe em đang vận hành thì chỉ cần em tấp vào ha, đây em tấp vào, em dừng chiếc xe lại, em giảm thắng thì động cơ nó sẽ tạm tắt đi anh chị và các bạn. Anh chị nhìn nè, cái đồng hồ tua máy kìa, đó, nó trở về không là nó tạm tắt, nhưng mà mọi tính năng ở ngoài như là radio nè, máy lạnh nè vẫn hoạt động bình thường ha. Thì sau khi mà em buông thắng ra, anh chị nhìn nè, em buông thắng ra thì động cơ nó sẽ khởi động lại và mình tiếp tục hành trình. Rất là tiện luôn ha, nó sẽ giúp cho chiếc xe này nó tiết kiệm nhiên liệu anh chị và các bạn. Hi, chào tất cả mọi người, em là Phương đây. Chào mừng mọi người đến với kênh của Phương Cầu Đỏ. Hôm nay em lại đem đến một chiếc xe ô tô đã qua sử dụng đến với anh chị và các bạn ha. BMW 320i. Nó được sản xuất năm 2012 và được nhập về Việt Nam mình cũng là năm 2012 luôn. Hiện tại chiếc xe đó đang là biển số ở thành phố Hồ Chí Minh nha anh chị và các bạn. Kìa, 51K82713. Và xe em bán là xe chính chủ. Một chiếc xe mà anh chị mua từ em sẽ được em hỗ trợ anh chị ký giấy rút hồ sơ nhanh để cho anh chị tiện việc sang tên đổi chủ. Thì cái dòng BMW 320 được sản xuất năm 2012 này, nó là một cái phiên bản kế tiếp, kế tiếp nó đã đổi mẫu, nó đổi đèn nè, đổi cái máy nè, đổi động cơ, thì nó rất là tiết kiệm xăng luôn anh chị và các bạn. 2.0 máy xăng nha. Ở bên trong nó có cái chế độ mà 3 giây tắt máy đó, chế độ auto startup đó anh chị và các bạn. Hồi nãy em đã thử ở ban đầu clip anh chị và các bạn xem rồi. Thì anh chị nhìn cái cặp đèn phía trước nè, rất là đẹp luôn ha. Đây là đèn full LED anh chị và các bạn, rất là đẹp luôn á. Khi mà anh chị mở vào buổi tối, đèn cực kỳ là sáng. Và logo BMW này nó đẳng cấp ghê chưa. BMW còn mới tinh luôn anh chị và các bạn ạ. Rồi, thì chiếc xe này sau khi mà em mua từ chủ xe về, đội ngũ bên em Phương Cầu Đỏ đã kiểm tra xử lý máy móc cho tới nước sơn để anh chị mua từ em về có thể sử dụng thôi, không cần phải làm gì thêm cả. Và động cơ bên trong máy là zin nha anh chị và các bạn, chưa hề sửa chữa. Rồi, anh chị nhìn cái cặp kiến nè. Kiến này đó chính là kiến chỉnh điện và gập điện ha. Trên kiến nó có tích hợp cái xi nhan hướng rẽ nè anh chị và các bạn. Rồi, ở phía trên em đã quay rất là cụ thể. Bây giờ mời anh chị và các bạn đi xuống phía sau nha. BMW 320i. Đó, cái cặp đèn ở phía sau này nó đã được em thay thế bằng một cái cặp đèn khác anh chị và các bạn. Full LED luôn, mở lên đẹp lắm luôn á. Chiếc xe này nó được trang bị cái cảm biến chống va chạm ở phía sau nè. Rồi, thì mở cái cốp này lên, chỉ cần nhấn vào cái nút ở chỗ này để mình mở cốp lên. Bên trong đây nhà bạn camera quay vô nè, bên trong đây là nỉ zin từ nhà sản xuất còn rất là sạch sẽ ha. Thì nếu anh chị đi chơi xa đó, anh chị có thể để những cái vali cỡ lớn tầm khoảng 3 cái trong này, rất là tiện luôn. Rồi, em đã quay rất là chi tiết phần phía sau, bây giờ mời anh chị và các bạn lên hầm máy ha. Sau khi mà em mua từ chủ xe về thì đội ngũ bên em Phương Cầu Đỏ đã kiểm tra xử lý và thay thế một số món đồ cần thiết để anh chị mua từ em về có thể đi xa tốt, hoạt động tốt ha. Bây giờ em sẽ mở cái hầm máy lên để anh chị và các bạn xem cái hầm máy nó như thế nào ha. Đây, bên trong đây á, thì nó đã được em rửa cho nó sạch sẽ hơn anh chị và các bạn nhìn nè. BMW T-Win Turbo, đây là một cái khối động cơ đã được thay đổi mới hoàn toàn anh chị và các bạn. Rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn, động cơ nó chỉ có 2.0 máy xăng nha. Rồi, em đã quay rất là chi tiết về cái hầm máy. Bây giờ đến cái phần quan trọng là thử khả năng vận hành, xem chiếc xe này nè, nó chạy có mượt mà hay là không ha. Em đang chạy thử chiếc xe này ở trong đô thị, thật sự là êm ái luôn anh chị và các bạn nhìn nè, đang chạy với vận tốc là 30-40 km/h ha. Nó êm dữ lắm luôn anh chị và các bạn và tăng tốc thực sự là mạnh mẽ luôn. Wow, nó sử dụng turbo mà. Và máy lạnh là lạnh teo ha. Anh chị nhìn nè, nó hiện đại chưa, nó có nút khởi động đề startup nè, chìa khóa thông minh đó. Rồi anh chị nhìn nó bên ngoài kìa. Đó, chiếc xe này nó chạy sang trọng và đẳng cấp dễ sợ chưa, rất là đẹp ha. Rồi, em đã quay rất là chi tiết rồi đó, ở bên ngoài cũng như là khả năng vận hành của chiếc xe. Bây giờ đến cái phần quan trọng là chi tiết nội thất bên trong. Mời anh chị và các bạn đi theo em.
thật sự là đẳng cấp ha, rất là dài luôn á. Anh chị và các bạn nhìn nè, bên ngoài nó đẹp như thế này nè, bên trong nội thất cũng rất là đẹp luôn. Bây giờ em sẽ đi vào trong quay rõ chi tiết phần nội thất cho anh chị và các bạn xem. Anh chị và các bạn nhìn nè, đó bộ nệm nè, nệm da rất là đẹp ha. À, tấp bi cửa nè anh chị nhìn nè, à, rất đẹp luôn. Và bốn kính là ô tô chỉnh điện ha, chỉnh điện tự động đó. À, cái phím tròn tròn này đó chính là chỉnh điện cho cái khiến này nha anh chị và các bạn. Rồi thì hệ thống đèn đó chính là đèn ô tô, anh chị thấy chữ A không, ô tô là tự động luôn nha. Thì buổi tối nó sẽ tự động sáng lên và buổi sáng nó sẽ tự động tắt đi. Rồi đi vào trong luôn. À, trước mặt anh chị là cái túi khí ha, đây túi khí, trên vô lăng cũng là túi khí luôn. Và cái vô lăng này nó đã được thay đổi thành một cái vô lăng khác, kiểu dáng thể thao rất là đẹp luôn. Và anh chị nhìn nè, cái đồng hồ tua máy đang nổ máy đứng kim, chứng tỏ là máy nổ cực kỳ là êm ha. Rồi số km kìa, 90.669 km ha anh chị và các bạn. Chiếc xe này nó zin hoàn toàn hết từ nhà sản xuất nha anh chị và các bạn. Màn hình này đó chính là màn hình zin của BMW 320 luôn. Và nó có tính năng gì? Nó nghe FM nè, nó nghe nhạc nè. Đầu đĩa của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nha anh chị và các bạn. Đây nè, FM nè, thấy không? Và máy lạnh thì hai dàn lạnh hai bên. Chế độ ô tô là tự động luôn nè. Rất là lạnh nha, lạnh teo á. 16 độ, 16 độ nè. Rồi, thì xe em bán là số tự động, anh chị nhìn nè, đây là cần số điện ha. À, chỉ cần dừng đậu lại mình nhấn vào B, D là chạy và R là ghe. Rồi, nó có hai chế độ chạy anh chị nhìn nè. Chế độ chạy thể thao và chế độ chạy eco, là chế độ chạy tiết kiệm nhiên liệu đó anh chị và các bạn. Đây là cái phím chỉnh trên cái màn hình này ha. Rồi, thì bên trong đây nó có một cái hộc để đồ. À, nó có ổ khóa khóa lại rất là an toàn nè. Những cái vật dụng gì đó quan trọng anh chị bỏ vào trong đây và anh chị đóng nó lại, anh chị khóa nó lại luôn ha. Rồi, đây để em lia một vòng ở phía trước cho anh chị và các bạn hình dung chiếc xe này nó đẹp như thế nào. Bỏ bộ nệm ha. Tấp bi cửa nè. Tấp lô nè. À, màn hình nè. Vô lăng nè. Vô lăng đẹp ghê ha. Rồi, thì chi tiết ở phía trên em đã quay rất là cụ thể. Bây giờ mời anh chị và các bạn đi xuống phía sau nha. Ở cái hàng ghế ở phía sau của chiếc xe này thực sự là rộng rãi luôn. Bây giờ em sẽ đi vào trong em ngồi cho anh chị và các bạn cảm nhận nè. Đây. Đó, anh chị thấy không? Nó đẹp dễ sợ chưa? Rất là đẹp ha, bộ nệm nè. Ở phía sau đẹp thật sự luôn á. Rồi. Đây, anh chị nhìn nè. Thì em rất là cao ha và em ngồi nè, nó thật sự là thoải mái. Anh chị thấy cái khoảng không dư không? Nó ngồi thoải mái lắm luôn. Và ở phía sau BMW 320 nó cũng trang bị cái hộc gió lạnh để thổi cho người ngồi ở phía sau mát. Và nhìn từ ở phía dưới nhìn lên anh chị nhìn nè, cái vô lăng nó đẹp ghê chưa. Vô lăng này nó đã được thay đổi vô lăng khác nha anh chị và các bạn, không phải vô lăng zin của BMW 320 ha. Đó, rất là đẹp luôn. Và máy móc thực sự là êm anh chị và các bạn. Tiết kiệm nhiên liệu nữa. Động cơ nó có 2.0 máy xăng nè. À, ngay chỗ này nó có túi khí nè. Anh chị thấy không, rất là an toàn ha. Rồi, thì đây nè, tấp bi cửa phía sau nè. Đó, bộ nệm nè. Rất đẹp ha, trên trần nè anh chị và các bạn. Trần nỉ ha. Rồi, em đã quay rất là chi tiết, em xin kết thúc video tại đây nha. Anh chị và các bạn thân mến, từ nãy giờ em cũng đã quay rất là chi tiết, cụ thể mà chiếc xe hôm nay em bán để anh chị và các bạn xem. Thì em nhắc lại một lần nữa, đó là BMW 320i. À, nó được sản xuất năm 2012 tại Đức nha anh chị và các bạn. Và nó được nhập khẩu nguyên một chiếc về Việt Nam mình, đăng ký lần đầu tiên tại Sài Gòn là năm 2012 luôn. Và xe em bán là xe chính chủ. Thì một chiếc xe mà anh chị mua từ em sẽ được em hỗ trợ anh chị ký giấy rút hồ sơ nhanh để cho anh chị tiện việc sang tên đổi chủ. Và nước sơn nè, hầm máy nè, nó đã được đội ngũ bên em Phương Cầu Đỏ kiểm tra xử lý. Thì anh chị mua từ em về chỉ việc sử dụng thôi, không cần phải làm gì thêm nữa. Và bánh xe thì nó, cái vỏ xe đó thì nó cũng còn rất là mới luôn, đăng kiểm thì cũng còn rất là dài luôn. Tiện lắm luôn anh chị và các bạn, chỉ việc mua về sử dụng thôi. Thì em cần bán chiếc xe này với giá 450 triệu. Anh chị cần mua qua lòng điện thoại trực tiếp cho em. Em tên Phương, số điện thoại là 0937 257 234. Chỉ có một số điện thoại một duy nhất thôi. Em chào tạm biệt anh chị và hẹn gặp lại anh chị vào những clip sau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Phương. Nhớ nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để được xem nhiều clip quảng cáo về xe ô tô của mình nha.